thành phố London lên đèn cho mùa lễ hội, không có cây thông Noel nào ở thủ đô Anh Quốc lớn hơn hai cây thông điện tử chiếm ngự hết mặt tiền tòa nhà này. Trở lại trung tâm London, quảng trường của chợ Covent Garden là một địa điểm nổi tiếng đối với khách du lịch. Bên ngoài quảng trường là cây thông Noel khổng lồ, nhưng bên trong trần nhà lấp lánh sống động với màn trình diễn ánh sáng của những quả cầu gương và chuông Noel. Ngôi chợ rau quả trước đây giờ trở thành nơi bày bán các mặt hàng xa xỉ và ẩm thực cao cấp, nằm cách nhà hát Opera Hoàng gia một đoạn ngắn. Trung tâm West End và phố Carnaby của London đem hương vị của những dung cảm thời thập niên 60 đến thời hiện đại. Các món đồ trang trí vũ trụ tràn ngập màu sắc rực rỡ và ánh đèn lung linh. Các hành tinh và vân tinh lơ lửng trên phố mua sắm thời trang. Gần đó phố Regent và các cửa hàng cao cấp được bao trùm bởi 50 bức tượng ánh sáng thiên thần. Kể từ năm 1954, phố Regent được chiếu sáng mỗi dịp Giáng sinh và tác phẩm được dựng lên năm nay được gọi là Tinh thần của Giáng sinh. Những nhân vật như thiên thần lấp lánh này được thiết kế để tạo ra không khí Giáng sinh phù hợp với tất cả mọi người, bất kể tôn giáo của họ. Một trong những con phố mua sắm sầm uất nhất của London là phố Oxford. Hàng nghìn khách du lịch và người mua sắm dạo bước trên các vỉa hè này vào dịp Giáng sinh, cho nên những con đường đã được thắp sáng bởi hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Ngôi sao là một biểu tượng cổ điển và vượt thời gian của lễ Giáng sinh. Trong thập niên qua, màn trình diễn ánh sáng tham vọng nhất của London được diễn ra tại vườn Bách Thảo Hoàng gia ở Kew, phía tây thành phố. Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 12, các khu vườn này mở cửa đón du khách với con đường ánh sáng dài 3 cây số rất ngoạn mục. Con đường thu hút khoảng 6.000 người mỗi đêm trong thời gian này. Điểm nổi bật của tour tham quan ở đây là màn cuối được dàn dựng rất ấn tượng bởi phông nền là Palm House mang tính biểu tượng. Nhưng màn trình diễn ánh sáng cao nhất ở thủ đô và của châu Âu lại thuộc về Sa. Ở độ cao 310m, tòa tháp Sa sừng sững trên bầu trời London và có thể nhìn thấy từ khoảng cách 40 dặm vào những đêm quang đãng. Tối nay, mây thấp làm khuếch tán ánh sáng, nhưng địa điểm này vẫn như một ngọn hải đăng báo hiệu Giáng sinh đang đến.